chu niên, đến đón chu niên. A ha niềm vui bao la. Dù đường xa xôi, nước núi băng đồi, chu niên về đây sum vầy. Tinh tăng tinh tăng tinh hát hòa ngàn lòng người. Bao đàn em cười vang trong một tình nồng nàn. Chu niên hân hoan, anh em bên nhau, tình làm ngất say rồi cầm tay mà mừng chu niên, hát đón chu niên, reo lên đời làm vui thay. Nhịp đàn hòa vang. Tôi yêu màu lam là màu thêm sức sống. Tôi yêu màu lam, màu kết bao tình thương, lòng mến thương vô vàn. Về đây ta cùng hát, hát lên cho đời hết bao đau buồn. Bạn ơi về đây, ta sống vui bên nhau, với lời ước cho nhau, cho tương lai thêm. Bạn hỡi về đây, tay nắm tay vang ca, với lời ước cho nhau một đời sống bao chan hòa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, lời đầu tiên cho phép chúng con xin gửi đến quý sư cô và toàn thể quý vị đạo hữu về thưởng thức đêm nhạc tri ân kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển gia đình Phật tử Kim Quang tối hôm nay. Lời cầu chúc an lành và lời chào trân trọng nhất. Kính bạch sư cô, kính thưa quý liệt vị, chu niên về rộn tiếng ca vang, mang hương lam bay khắp thế gian. Chu niên mới sang trang sử mới, mười thu phát triển đầy gian nan. Mừng mười năm đâm hoa kết trái, cho lam viên hăng hải tươi màu. Thu năm ấy nhi đồng hội tụ, tình lam mãi đẹp một màu lam. Vào những ngày tháng này, các em thiếu nhi trên mọi miền đất nước đang háo hức đón chào năm học mới, thì cũng là lúc gia đình Phật tử Kim Quang tất bật chuẩn bị. Một trong một mùa chu niên, sự im ắng hàng ngày giờ đây đã biến mất. Không khí trước buổi lễ chu niên đang gần kề, lòng hân hoan và niềm vui tụ họp của các em đồng sinh đã thể hiện rõ trên từng gương mặt. Mười năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm vui buồn, có lúc tưởng chừng gia đình Phật tử Kim Quang đã tan rã, nhưng với lòng nhiệt huyết và sự dẫn dắt tận tình của các anh chị huynh trưởng đã vực dậy được gia đình cùng với sự tin yêu và nỗ lực đoàn kết. Ngay đây, gia đình Phật tử chúng con đã có hơn 40 đồng sinh đầy đủ 4 đồng. Có được hợp đồng khoảng khang trang nhờ vào sự tin yêu của sư thầy và sư cô cố vấn và quý ban bảo trợ. Ngày hôm nay, chúng con tổ chức một đêm nhạc tri ân để cảm niệm ân đức của quý thầy, quý sư cô và quý vị đạo hữu. Một đêm nhạc cây nhà lá vườn với sự tự đầu tư dàn dựng của chính các em thanh thiếu đồng niên của đơn vị Kim Quang. Những lời ca tiếng hát hôm nay đều xuất phát bởi những trái tim chân thành nhất, trong sáng của tuổi trẻ. Tất cả hãy cùng sướng mắt về sân khấu để lắng nghe những ca khúc, những điệu múa. Họ muốn mang âm nhạc để tạo ra nhịp đập của mọi người với lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc nhất. Ngày hôm nay có sự hiện diện của sư cô Thích Nữ Như Lý, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá, Cố vấn Giáo hạnh Gia đình Phật tử Kim Quang. Sư cô Như Thảo thường trụ chùa Tam Bảo Hà Tiên. Phật tử Kim Quang, chúng em xin giới thiệu huynh trưởng cấp tính Minh Thành Nguyễn Vô, liên đoàn trưởng gia đình Phật tử Kim Quang. Phật tử Kim Quang. Huynh trưởng cấp tính Minh Nghệ Lâm Thanh Tuấn. Huynh trưởng cấp tập Hội Thiện Lâm Vũ Tân. Nguyên gia trưởng gia đình Phật tử Kim Quang. Ngoài ra còn có sự hiện diện của quý cô bác trong ban bảo trợ của đơn vị, quý vị đạo hữu Phật tử và toàn thể quý vị đến xem và cổ vũ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt quan âm chung. Sau đây em xin mời anh Minh Lợi Nguyễn Yên với thay mặt ban giám hiệu đơn vị lên đọc. Cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử Kim Quang. Kính bạch sư cô Thích Nữ Như Hải, Như Thảo thường trụ chùa Tam Bảo, thị xã Hà Tiên. Kính thưa quý đạo hữu cùng toàn thể các anh chị em áo lam thân mến. Những cơn gió hắt hiu thổi,
đôi ba chiếc lá vàng khẽ buông mình, báo hiệu mùa thu về. Đó cũng là ngày anh chị em áo lam gia đình Phật tử Kim Quang hân hoan đón chào ngày lễ kỷ niệm Chu Niên của đơn vị. Cũng là một mùa xuân, nhưng mà mùa xuân đã qua, gia đình Phật tử Kim Quang khẽ khàng nương bóng từ bi ra đời nơi mái chùa Kim Quang đơn sơ. 10 năm tuy chỉ là một sát na trong dòng chảy thời gian vô thường bất tận, nhưng đối với kiếp nhân sinh ngắn ngủi 10 năm qua đã có biết bao gian nan hương hải tan điền, biết bao sóng gió cuộc đời. Thế nhưng anh chị em gia đình Phật tử Kim Quang vẫn chung tay gắng sức đoàn kết cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, để rồi hôm nay cờ xanh sen trắng in dấu gia đình Phật tử Kim Quang vẫn phất phới tung bay trên bầu trời lam đất biển Kiên Giang. Có được hôm nay, chúng con xin đối đầu đảnh lễ công ơn giáo dưỡng sách tấn dìu dắt của ni trưởng diện chủ Kim Quang cùng sư cô cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử. Xin cảm niệm công đức của quý cô bác ban bảo trợ và đạo tràng gia đình đạo tràng Kim Quang đã luôn đồng hành và ủng hộ tinh thần vật chất cho chúng con trong quá trình sinh hoạt. Xin tri ân các bậc đàn anh đã khai sơn phá thạch vượt qua chướng duyên để đó sen lam Kim Quang vương mình hé nụ chào đón 10 mùa xuân. Nhìn lại 10 năm qua mà đơn vị gia đình Phật tử Kim Quang đã cố gắng, đã vươn lên và ngày nay chúng con sẽ ôn lại quá trình 10 năm hình thành và phát triển tổ chức áo lam, để cho buổi lễ ngày vào ngày mai của chúng con thêm nhiều niềm vui và quan hỷ. Huynh trưởng và đoàn sinh chúng con xin kính dâng lên chư tôn đức, quý đạo hữu Phật tử, quý anh chị em áo lam những tiết mục văn nghệ cho chính đơn vị chúng con già dựng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, chúng con biết rằng các tiết mục văn nghệ diễn ra tối đêm nay của chúng con không được xuất sắc, không được tài ba như những nghệ sĩ chuyên nghiệp, song với mục đích nhằm tri ân và báo ân chư tôn đức, quý đạo hữu, các anh chị em áo lam, chúng con xin nguyện thành kính dành những tình cảm thân thương, chân thành và tươi đẹp nhất để dâng hiến lên cho tất cả quý vị thưởng thức. Kính mong quý liệt vị chia sẻ niềm vui với tổ chức áo lam Kim Quang. Chúng con nguyện sẽ tinh tấn tu học, hướng dẫn đàn em theo đúng chánh pháp để trở thành mầm non đạo pháp tương lai của tổ chức. Có như vậy mới xứng đáng là người nối truyền mạng mạch của tổ chức gia đình Phật tử. Trước khi dứt lời, chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tôn đức, tăng ni, pháp thể kinh an, Phật sự viên thành. Xin chân thành cầu chúc toàn thể quý vị cùng gia quyến được sở cầu như ý, gia đạo cương ninh. Sau đây con xin tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ chào mừng Chu Niên lần thứ 10 gia đình Phật tử Kim Quang. Kính chúc quý liệt vị thưởng thức các tiết mục trong niềm vui quan hỷ của đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có đạo pháp, quốc kỳ và đạo kỳ cùng nhau sáng bước tung bay phấp phới trên ngôi Kim Quang tượng. Tuổi trẻ, một tuổi tự do mơ mộng, tự do sáng tạo đã song hành cùng đạo pháp, đã làm cho một tác giả hăng say sáng tác. Để mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, kính mời chư tôn đức còn toàn thể quý vị cùng thưởng thức tiết mục ca múa Phật giáo Việt Nam của tác giả Lê Cao Phan qua phần tham gia biểu diễn của nhóm Phật tử chùa Bổ Kim. Tôi yêu bằng tình thương cao quý, hôm nay về đây nhìn các em hồn nhiên đời sống vui an lành, và tôi yêu màu lam với bao nhiêu thành kính trong tâm hồn. Thank you.
qua giọng hát của Minh Đức. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Thank you.
Ngài từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính Ngài, thiên tha con thân nguyện cầu quê hương là dòng sông mát trong chân vàng soi sáng. Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó hoa sen sắc hồ tư dâng biết đời dân buồn đến mê đến nơi mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước cạnh dương xóa dịu lòng. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui giúp thành tựu. Đại từ đại bi